Kính thưa quý ông bà, cô chú và anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới trở lại kênh của Biển Xanh. Lời nói đầu tiên, Biển Xanh rất là cảm ơn với quý ông bà, cô chú và anh chị em đã đăng ký kênh và ủng hộ kênh cho Biển Xanh nha. Quý vị biết không, hôm nay thì theo đúng ra là Biển Xanh nói thôi, để ngày mai rồi mình làm cái video để mà chia sẻ câu chuyện của sư thầy Thích Minh Tuệ. Vì hai ngày nay thì Biển Xanh cũng quá là bận rộn, cho nên không có lên chia sẻ cùng với quý vị. Mà hồi nãy sau nằm coi tivi rồi lướt lướt qua trên trang mạng thì nhìn thấy được, trời ơi quý vị ơi, thiệt. Nó ngứa cái miệng, thấy rồi, nghe rồi, cái nó ngứa cái miệng dữ lắm. Mà không biết làm sao để mà chia sẻ với quý vị. Chắc có lẽ quý vị cũng hiểu là cái câu chuyện của cố nghệ sĩ Vũ Linh với Hồng Loan đồ, chắc có lẽ quý vị biết rồi hen. Ở đây Biển Xanh không có phân tích về câu chuyện đó, nhưng mà ở đây Biển Xanh chỉ nhắc lại cho quý vị biết rằng là hôm nay cái video này là Biển Xanh muốn nói về cái nhân vật nào mà có dính líu tới trong cái câu chuyện đó. Cho nên á, quý vị đừng có ngạc nhiên hỏi tại sao mà đã sanh rồi còn quất cái áo vàng. Thì quý vị nên hiểu được chút xíu về cái câu chuyện này, nó chướng. Bây giờ Biển Xanh nói thật với quý vị, chứ mà Biển Xanh lặp lại cho quý vị thì Biển Xanh không biết làm sao để mà lặp. Mà bây giờ biểu Biển Xanh mà nói lại hết với những cái lời mà gọi rằng là hoa hậu le le đó, quý vị có biết rồi á, quý vị biết là hoa hậu le le với anh hai bong bóng đó, quý vị biết rồi hen. Thì cái đó là quý vị biết rồi. Thì bây giờ á, ở đây á, Biển Xanh lướt qua, Biển Xanh nghe được một cái clip của hoa hậu le le. Trời ơi quý vị ơi, thôi, một vị hoa hậu mà cũng như rằng là chị dâu tương lai của Hồng Loan nè. Quá ể rồi quý vị. Thí dụ như bây giờ á, cái lời đầu tiên thì họ nói rằng tại vì bây giờ á, là họ đã gọi rằng là trao nhẫn, là đã đồng ý với nhau là đám hỏi rồi đó. Ở bên Mỹ nó gọi rằng là engage, thì ở Việt Nam thì nó sẽ là đám hỏi rồi. Nhưng mà bây giờ em hỏi quý vị, vậy chứ bây giờ một người á thì đã có quá trời rồi, một người thì cũng có con rồi, hai ba con rồi, một người thì bây giờ thì lại rằng là rồi rằng là anh bóng hai á, rồi anh bóng hai này rồi làm ăn được cái gì với hoa hậu le le này đây. Mà bởi vậy bây giờ hoa hậu le le lên đây là cả như là than thân trách phận quý vị. Lỡ nhận chiếc nhẫn kim cương rồi mà rồi bây giờ mới lên đây than thân trách phận vì anh bóng hai này là chắc không có làm được cái gì hết đó. Người ta nói là bóng hai rồi làm được cái gì, quý vị biết không? Cho nên hôm nay em phải bận cái áo vàng đó, là như vậy đó. Nói thật cho quý vị chứ, trời ơi quý vị nghe cái này rồi quý vị nổi da dịch luôn, chứ đừng nói mà da gà. Em nói thật, không biết cái hoa hậu le le này nó như thế nào mà sao nó có cái tiếng nói kỳ cục quá. Nó có những lời lẽ, trời ơi quý vị ơi, mà bây giờ quý vị mà biểu em lặp lại, em không biết đường nào mà em lặp. Em không thể nào mà lặp lại được, chính em là một người thanh niên, đàn ông. Chứ không phải là anh hai, anh bóng hai nha. Em là bóng cây thẳng đó chị. Bóng cây thẳng đó nha quý vị, mà em còn lặp lại không được nữa. Hỏi vậy chứ làm sao đây? Trời đất ơi, thôi quý vị ơi, quý vị ơi, hết đường hết xá rồi. Theo đúng không có muốn chia sẻ cái câu chuyện này đâu, nhưng mà thấy nó quá là thô tục, nó quá là bẩn thỉu như vậy mà dám bỏ lên trên trang mạng được, em cũng phục luôn. Bây giờ trước hết thì để cho quý vị coi, để quý vị biết rằng là mình nói ai nha, để cho quý vị biết đi. Thì bây giờ á, là đầu tiên á, thì đây để em cho quý vị coi hai cái hình trước đây nha.
Quý vị biết hình này hình ai rồi phải không? Rồi một cái. Rồi. Đây quý vị cũng biết ai luôn là anh hả? Bóng hai đó nha. Ai đây là anh bóng hai. Anh bóng hai của Hồng Loan. Rồi thêm một chị này là cũng như là chị này là gọi rằng là chị dâu tương lai đó, chị dâu tương lai là chuẩn bị là làm vợ của anh bóng hai, mà bây giờ làm vợ rồi thì lại trời đất ơi nó xảy ra nông nổi như vậy, thôi hết đường hết xác. Thôi để em cho quý vị đầu tiên thì để mình mở lên cái khúc mà nói cái câu lịch sự nhất nha quý vị nha, mời quý vị cùng nghe rồi mình cùng phân tích nha. Mắc cỡ lắm quý vị, để coi 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 cảnh nó mắc cỡ nè. Trời đất ơi, cười giọng cười nghe cũng hết đường hết xá quý vị thấy không? Giọng cười nghe thiệt nổi da dịch luôn. Đó là hả gọi rằng là hoa hậu le le đó nha quý vị. Đó, hoa hậu le le đó. Rồi kết duyên cùng với anh bóng hai. Thì anh bóng hai này á thì không biết làm ăn được tới đâu. Làm cái gì sao đây mà đến nỗi mà phải để cho hoa hậu le le lên đây ngồi than phiền và than thân trách phận đó, gọi rằng là trách móc cho cái đời của mình tại sao phải vướng vào trong cái anh bóng hai này, rồi bây giờ thì vợ lỡ rồi, rồi giờ sao giờ thì phải tìm cách phải nói với những cái lời lẽ này thôi chứ làm sao giờ. Mà bây giờ cái lời lẽ này nói quý vị ơi nghe thiệt, quý vị chuẩn bị chưa, em nói thật nha quý vị phải chuẩn bị lỗ tai đó. Chứ rồi đừng có nói rằng là biển xanh đưa những cái bậy bạ lên nha. Nhưng mà tại vì cái này muốn đưa cho quý vị coi thử coi cái hoa hậu le le này nè. Coi có ăn nói có giống hoa hậu không nha quý vị nha. Thật sự quá ể rồi. Quá ể rồi quý vị ơi. Nghe nè, mời quý vị cùng nghe nha. Thật sự như vậy, Phương Lê giữ con chim rất là kỹ, tại vì hồi lúc mà còn mình còn trẻ là mình có bồ có bịch, mình cũng không có cho chơi, không có cho quýt nhiều nữa. Chồng mình biết mà, lúc mà quen á là mình cũng không có cho quýt nhiều nữa, mọi người cũng lâu lâu mình mới cho hửi hửi thôi, mới lâu lâu mình mới cho quýt, chứ mà cái kiểu mà còn trẻ mà quýt nhiều quá thì nó sẽ bị rộng sau này. Thì nói chung á là quất là quất, với lại đừng có đòi người ta quất lâu quá, mấy bà dân. Đúng rồi, quất lâu sao được. Bởi vậy cho nên bây giờ á là kể như là le le nè mới đụng dầm và anh hai hả, anh bóng hai hỏi quý vị chứ bóng hai rồi là làm sao mà quất lâu được. Cho nên bây giờ than thân trách phận lên đây lấy cái cớ quý vị thiệt, nhưng mà cái lời nói nghe thiệt quá. Ôi ơi, bây giờ em cũng không biết làm sao mà lập cho quý vị nghe nữa. Thôi mời quý vị nghe tiếp nha. Lên ha, là mấy bà lúc nào quất là mấy bà cũng kêu quất đâu cả tiếng đồng hồ, là mấy bà nát con chim mấy bà ra, mấy cái lồ mấy bà te te tua ra luôn. Đừng có ham, cái cảm xúc là cái cảm xúc từ cái thăng hoa
sao mà cái lúc mà long trận á, có nghĩa là cái lúc mà chuẩn bị á, là cái này là giống như là âu yếm này nọ, cái kiểu làm tình làm tội, cái lúc đó hôn hít âu yếm liếm láp nọ, cái đó lâu ok, cái đó lâu là ok, nhưng mà cái lúc Đúng rồi. Bây giờ không biết nói làm sao chứ thật sự bây giờ anh bóng hai bây giờ có làm được gì đâu mà không hả quần xà lần cho nó lâu. Vậy chứ bây giờ hỏi vô trận sao đây? Vô trận biết vô trận cỡ gì? Mà bây giờ hả vô trận á thì hả không được. Cho nên bây giờ tức quá bắt đầu hả rên có bằng hả than thân trách phận chứ không gì hết á. Mời quý vị nghe tiếp nha. Đâu mất tiêu rồi. Trời đất ơi, thiệt là tình. nhiều quá là tao nói nát con chim hết đó, quất nhiều quá liếc là con chim nó sẽ bị rộng, biết không? Không có, đừng có cần lâu, tao nói miễn sao mà cái lúc mà long trận á, có nghĩa là cái lúc mà chuẩn bị á, là cái này là giống như là âu yếm này nọ, cái kiểu làm tình làm tội, cái lúc đó hôn hít âu yếm liếm láp nọ, cái đó lâu ok, cái đó lâu là ok, nhưng mà cái lúc mà bỏ vô á, cái lúc mà thồn con cu vô á, là đừng có để nó thồn lâu quá, mọi người biết ông quất lâu quá là nó sẽ bị rộng, mà cái đó là xài vậy nó rất là hao. Mấy bà phải xài sao á, mà tới năm mấy bà 40 50 tuổi mà mấy bà còn được khen như là con gái á, trời ơi trong cái cuộc đời này nó muốn lấy cho mẹ nó, mai mốt chồng mình nó ngủ mình phải lấy thằng khác, hoặc là mai mốt chồng mình nó đi mình không còn duyên nợ nữa, mình lấy người khác thì làm sao, trời ơi là nó rộng rinh rồi, nó hư hết làm sao, nên phải bảo toàn. Tôi á, mấy bà không biết mấy bà sao chứ tôi giữ kỹ lắm, giữ con chim kỹ lắm, không có cho quất mà trên 15 phút là không được nha. Đúng rồi, giờ này nói mới hiểu, quý vị cũng hiểu rồi đó. Bóng hai mà làm sao mà quất được trên 15 phút thì hỏi vậy chứ lâm trận kiểu đó là cái như là hả là đúng rồi, tìm tìm đúng người rồi đó ha, cái nội ruột lội rằng là hoa hậu la la này tìm đúng người rồi quý vị nghe tiếp nha quý vị. Tôi không biết sao mà tôi được một cái là mình cái niềm đam mê, cái dụ cái niềm đam mê tình dục của mình đó, thì mình cũng không có đam mê nhiều, mình lại đam mê cái sự âu yếm, mình lại thích âu yếm cưng chiều này nọ. Cho nên mới đi tìm anh bóng hai chứ nếu mà bình thường hay đâu có tìm anh bóng hai làm gì phải không? Kiểu mò mẫm thì ôm ấp này nọ, nó kiểu lâu một chút, chứ bỏ cái đó là dưới khoảng 15 phút thôi, đừng bỏ nhiều quá, trời ơi 5 10 phút cũng được nữa, bỏ nhiều riết còn mọi người biết mấy, có mấy con mẹ là thích 80 kiểu gì đó, là kiểu này kiểu nọ kiểu kia, nhiều kiểu quá mà biết không, phải chơi nhiều quá là cái chỗ đó mọi người thấy là một cái chỗ nó nhỏ xíu vậy nè, mà mọi người cứ cứ làm nó tè le hột me riết là nó sẽ banh cái con mẹ nó stick, nó sẽ thâm đen xì thâm từ ngoài vô trong, rồi nó sẽ bị giống như nó sẽ bị rộng lắm, rồi sau đó là mình cũng có cảm giác không có sướng đâu mọi người, mình cũng nên vì như vậy mà phải phải bảo tồn con chim, đừng có ham cái vụ đó nhiều quá. Quý vị ơi, hồi đó giờ thật sự mà nói em mới nghe câu đầu tiên là bảo tồn con chim quý vị. Đó rồi trời đất ơi sao mà này làm cái đề tài này mà em khó chia sẻ dễ sợ luôn. Giờ em không biết làm sao để mà em chia sẻ được là làm sao mà để bảo tồn con chim. Bây giờ không lẽ giờ giờ con chim thấy con chim nó ở vậy giờ quý vị cứ lấy bọc cái lông trùm vô hoài hay sao để bảo tồn nó chứ. Thì mình phải lấy bọc cái lông mình trùm nó. Rồi mình cứ vuốt ve nó, rồi mình cứ nựng niệu nó, chứ mình đừng có bỏ gì vô trỏng hết, đó là mình gọi là bảo tồn con chim nha quý vị nha. Thì cái đó là cái như trời đất cha sanh mẹ đẻ mới để nay 52 tuổi mới nghe cái câu đầu tiên của hoa hậu le le này nói nó nghe quý vị nghe thiệt á, trời ơi hết hồn luôn. Hy vọng lần là Hồng Loan cũng vô nghe chị dâu tương lai nói cho nó vui chút xíu. Trời đất ơi quá ể rồi, thôi còn khúc nữa để mình nghe luôn nha quý vị nha. Thay vì người ta bỏ cái
cái con cu người ta vô, người ta thục 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 quá lâu. Mình á không biết mọi người có một cái đam mê như vậy, chứ tôi là tôi không có thích. Nên vì vậy mà mọi người phải làm sao để cho người mình nó thơm tho, để cho người ta hung hít, người ta âu yếm mình, mọi người đổi cái style đi, là mình cũng sẽ cảm thấy rất là sung sướng, mình cảm thấy rất là thăng kim còn nguyên. Chồng đừng thôi, hết đường hết xá rồi quý vị. Quý vị coi cái ủng hộ nha, ủng hộ cho hoa hậu Le Le này nha, để mà mình cùng nhau để mà bảo vệ, làm cái gì gọi rằng là gì, bảo vệ con chim. Em cũng hết biết đường nói với cái video này, nói thật theo đúng á, là Biển Xanh không có làm, nhưng mà tự nhiên ngồi nghe một người đã là một cái hoa hậu, một người người mẫu hoa hậu gì đó, một người mẫu rồi, một người hoa hậu, người hoa mẫu gì đó, không cần biết, là người của công chúng rồi, là người của cộng đồng, mà đi nói chuyện có bằng đưa ra những cái lời lẽ như vậy. Mà trong khi đó phải chi á, mà mình chưa bao giờ có con qua. Cũng như chúng ta, quý vị cũng biết rồi, khi mình có con, có vợ, có chồng, thì sẽ có con. Nhưng mà khi mình có con qua rồi, thì làm gì mà còn được mà nó nhỏ, mà phải chi mà một đứa thì không nói. Quý vị ơi, ba lứa rồi. Ba lứa rồi quý vị. Người ta nói á, một con á, là gái, vì gái một con trong mòn con mắt, gái hai con thì như thuốc ngon nửa điếu, còn gái ba con thì nhắm mắt đưa đại hay làm sao đây. Thiệt, như vậy đó quý vị, mà dám đưa lên nói rằng là trời ơi bảo tồn con chim, con chim làm sao bảo tồn được. Thiệt, nghe mà nó nổi da dịch, nó nổi da gà luôn, chứ đừng có nói. Đó, cái này chỉ gửi đến cho quý vị cho nghe, để cho biết được là hả, cái hoa hậu Le Le mà người của công chúng, người của cộng đồng đó, mà đi lên chia sẻ với những cái lời lẽ như vậy nè, thì quý ông bà cô chú của mình nghĩ làm sao về cái video này, cho Biển Xanh biết vài cái bình luận nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại video kế tiếp. Biển Xanh sẽ trở lại với câu chuyện của sư thầy Thích Minh Tuệ. Còn ở đây là tại vì cũng như Biển Xanh nói là Biển Xanh không có muốn chia sẻ trong cái câu chuyện của Hồng Loan. Ở đây Biển Xanh không có muốn đụng đẩy tới, nhưng mà tại vì thấy cái này thấy nó ngộ quá, thấy cái lời chia sẻ của loài chim 61 này, thấy nó Le Le 61 này, thấy nó làm sao á, cho nên mới chia sẻ cùng với quý vị. Thôi xin chào nha, hẹn gặp lại quý vị video kế tiếp. Chứ còn video này để mà nói hoài, lá không chừng trái máy của Biển Xanh nữa nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý bà cô chú. Xin hãy đăng ký kênh và cho Biển Xanh cái bình luận nha. Dạ, xin chào, bye bye.